Hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2, tức là bài về nhân đa thức với đa thức của chương trình đại số lớp 8. Ở các video hôm trước thì chúng ta đã đi 2 video của phần giải bài tập sách giáo khoa, trong đấy có đi phần lý thuyết và bài tập. Xong đấy thì chúng ta sẽ đã có một cái video về giải bài tập sách bài tập của phần nhân đơn thức với đa thức của chương trình đại số lớp 8 rồi. Tức là bài số 1 của chúng ta là có tất cả là 3 video. Các bạn xem các cái bài giảng của cô thì các em chú ý các cái phần 1, phần 2, vì nếu như mà bài giảng nói dài quá thì cô thường hay cắt cái bài giảng ra, tách ra thành các cái video khác nhau. Bởi vì là như các em biết là cô dạy rất là nhiều lớp, từ lớp 6 đến lớp 9 các môn toán lý hóa, nên là khi mà nói nhiều thì cái cổ họng của cô đợt này nó đang có chút vấn đề, nên là cô không nói được liên tiếp được, nên là để cái bài giảng có thể kéo dài ra được nên là cô đã phải tách ra đấy. Nên là các em chú ý các cái phần để các em không bị bỏ sót, đúng không ạ? Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ sang bài 2, tức là nhân đa thức với đa thức. Nhân đa thức với đa thức. Bây giờ chúng ta sẽ có một là cái phần quy tắc. Vậy thì ở đây muốn nhân cái đa thức với đa thức này thì chúng ta sẽ nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia, xong rồi chúng ta sẽ cộng các cái kết quả lại thôi. Vậy ví dụ chúng ta có cái ví dụ. Đầu tiên là chúng ta có ví dụ như ở trong sách giáo khoa, tức là x-2 này nhân với lại là 6x bình này trừ đi 5x cộng với 1 Vậy thì để nhân được cái này thì em sẽ lấy từng hạng tử, tức là các em sẽ lấy x này nhân với 6x bình này, x nhân với trừ 5x này, x nhân với 1 này, rồi lấy cái này nhân, cái này nhân và cái này nhân, xong đấy thì chúng ta sẽ cộng các kết quả lại. Và ở đây chúng ta sẽ có như sau, vậy nó sẽ bằng em lấy x nhân với 6x bình, được chưa ạ? Rồi các em lấy x nhân với trừ 5x. Vậy thì các em lấy x nhân với trừ 5x thì cũng được, xong chúng ta cộng ra. Nhưng mà ở đây thì thì cô sẽ làm trong sách giáo khoa thì cô sẽ tính làm theo cái cách cộng bình thường. Còn đấy sang khi sang sách bài tập thì cô sẽ cố gắng sẽ rút bớt các bước đi cho các em quen, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có x nhân với 6x bình này cộng với này x nhân với đây là trừ 5x, được không ạ? X nhân với trừ 5x cộng tiếp với này x nhân với 1, được chưa ạ? Ta có x này nhân với 6x bình này cộng này x nhân với đây có trừ 5 thì x nhân trừ 5x cộng với x nhân 1, được chưa? Rồi chúng ta sẽ có trừ đi trừ 2, đây là lấy luôn cả cái dấu phía trước của nó này. Vậy chúng ta có trừ 2 nhân với 6x bình, được chưa ạ? Cộng tiếp với trừ 2, nhớ lấy dấu của em nhá, lấy dấu nhân với trừ 5x, được chưa? Đây là dấu của con này, nó có dấu trừ nên chúng ta phải lấy dấu của nó này, tức là lấy trừ 2 nhân với 6x bình cộng với trừ 2 nhân với trừ 5x cộng tiếp với trừ 2 nhân với 1, đúng chưa? Tức là lấy từng hạng tử của đa thức thứ nhất nhân với các hạng tử của đa thức thứ hai, và sau đấy chúng ta sẽ cộng các kết quả lại. Vậy ở đây kết quả nó sẽ bằng cái gì ở đây? 6x mũ 3 x đây là x nhân với trừ 5x thì nó sẽ bằng trừ 5x bình, được chưa ạ? Cộng với x nhân với 1 là x, trừ 2 nhân với 6 tức là trừ 12x bình, được chưa? Trừ 2 nhân với trừ 5 thì là cộng 10x, rồi trừ đi 2. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ đi ghép với nhau thôi. Vậy con 6x mũ 3 này chúng ta giữ nguyên vì nó không có cái nào có phần chung phần biến là x mũ 3 cả. Còn trừ 5 thì chúng ta sẽ ghép với trừ 12x bình, có phần biến giống nhau. Trừ 5x bình trừ đi 12x bình, được chưa? Cộng x thì các em sẽ ghép với cộng của 10x. Rồi các em trừ đi 2 cho cô. Vậy đến đây thì nó sẽ bằng cái gì? Nó sẽ bằng 6x3, các em giữ nguyên này. Được chưa? Trừ 5 trừ đi 12, tức là nó bằng trừ 17x đỉnh, đúng không ạ? Chúng ta có x 1x cộng với 10x, tức là cộng với 11x rồi trừ đi 2. Đấy, và đây chính là cái kết quả cuối cùng của cái ví dụ 1. Tức là các em đã hiểu chưa? Các em lấy từng hạng tử của cái đa thức thứ nhất nhân với mỗi hạng tử đa thức thứ hai, xong rồi lại lấy tiếp đến hạng tử sau và nhân, và xong đấy chúng ta cộng các kết quả lại thôi. Đấy chính là quy tắc. Vậy các em có cái quy tắc ở trong sách giáo khoa này là muốn nhân một đa thức với một đa thức thì ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia, rồi các em cộng các tích lại với nhau, được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần hỏi chấm 1. Hỏi chấm 1 ở đây là ví dụ phần nhân đa thức này. Ta có 1/2 này, xy này, trừ đi 1. Đấy, 1/2 xy trừ đi 1 nhân với cái đa thức là x mũ 3 này, trừ đi 2x, trừ đi 6. Được không ạ? Vậy thì muốn nhân này thì chúng ta lấy lần lượt. Đây, toàn bộ cái này là cái đơn thức hạng tử thứ nhất này, chúng ta lấy cái này nhân này. Chúng ta lấy toàn bộ cái này nhân này. Chúng ta lấy nhân này, được chưa ạ? Sau đến trừ 1 cái em nhân này. Đấy. Đấy, các em hiểu chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có như sau. Vậy ở đây nó sẽ bằng cái gì ở đây? Nó bằng này, 1/2 xy này. Em nhân với số thứ nhất ở bên này, tức là nhân với x mũ 3 cho cô. Được chưa ạ? Rồi, cộng với 1/2 xy nhân với gì? Nhân với trừ 2x, đúng không ạ? Nhân với trừ 2x. Rồi, tiếp tục cộng với 1/2 xy nhân với trừ 6. Đấy, các em nhân với cả cái dấu. Còn đối với ở trong các bài tập thì thường cô hướng dẫn các em nhẩm luôn. Cách nhẩm cũng được. Các em học càng nhiều phương pháp thì sau này các em khi các em tính toán thì nó sẽ càng nhanh. Đấy là cái lợi của các em thôi, đúng không ạ? Vậy đây các em thấy này, lấy 1/2 xy này nhân với x mũ 3 này, cộng này 1/2 xy nhân với trừ 2x. Ở đây vì mình không nhẩm dấu nên là mình vẫn phải nhân với trừ 2x thôi, đúng không ạ? Rồi chúng ta lại lấy 1/2 xy nhân với trừ 6. Tiếp theo chúng ta lại lấy trừ 1 này nhân với x mũ 3. Được chưa? Khi mà mình không nhẩm dấu thì tất cả dấu của mình sẽ là dấu công. Rồi cộng với gì? Cộng với trừ 1 này, nhớ này, lấy trừ 1 này nhân với lại trừ 2, trừ 2x. Được chưa ạ? Cộng tiếp với này, chúng ta không nhẩm dấu thì các em cứ để dấu cộng, cộng với trừ 1 nhân với lại là trừ 6 thôi, đúng không ạ? Chúng ta lấy này, trừ 1 nhân với trừ 2x này, phía trước phải dấu cộng này. Cứ không nhẩm dấu, cứ đứt thì em cứ để hết dấu cộng vào, chưa cần nhẩm như thế nào cứ lấy hết cả dấu phía trước của nó, tức là trừ 1 nhân với trừ 2x cộng với trừ 1 nhân với trừ 6 cộng với trừ 1 nhân với x mũ 3. Đấy. Vậy ở đây chúng ta nhân ra thôi thì nó sẽ bằng 1/2 này, x nhân với x mũ 3 thì bằng x mũ 4, được không ạ? Y x mũ 4y cộng với cái này. Cái này thì chúng ta có trừ 2 nhân với 1/2 thì đó bằng dấu trừ 1, thì tức là trừ của x bình y. Tiếp theo hai số này tức là nó sẽ bằng trừ 3 xy. Được chưa ạ? Trừ 6 nhân với 1/2 thì bằng trừ 3. Rồi, trừ đi x mũ 3. Đấy, trừ đi x mũ 3. Cái này là trừ nhân với trừ thì cộng. Cộng với 2x. Cộng với 2x. Cái này là cộng 6. Và đây là kết quả cuối cùng luôn. Chúng ta không đi rút gọn được nữa. Chúng ta để như này. Đây chính là kết quả cuối cùng của cái biểu thức của chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể nhân theo cột. Nhân theo cột, đây là chúng ta nhân theo hàng. Ngoài ra thì chúng ta nhân theo cột và chúng ta công. Đối với nhân theo cột thì chúng ta như là nhân các cái số bình thường. Cô lấy cái ví dụ tiếp theo. Chúng ta xóa phần này đi. Chúng ta có cái ví dụ này. Ví dụ ở đây thì cô sẽ làm theo hai cách. Cách thứ nhất là cô sẽ nhân theo hàng. Ví dụ chúng ta có là 6x bình trừ đi 5x cộng với 1, tất cả nhân với x trừ 2. Nhân với x trừ 2 đây rồi. Và cái kết quả này, cái cách 1 là lúc nãy chúng ta đã làm ở trong cái ví dụ đầu tiên rồi đấy các em. Các em xem lại cái ví dụ bên trên lúc nãy chúng ta tính ra rồi đấy, là x trừ 2 nhân với 6x bình trừ 5x cộng với 1 đấy. Thì kết quả chúng ta lúc nãy tính ra là bằng 6x mũ 3 này trừ đi 17x bình này, xong rồi lại cộng với 11x này trừ đi 2, đúng không ạ? Đây là kết quả của lúc nãy chúng ta đã làm rồi, tức là ngay từ đầu bài chúng ta đã làm cái nhân này rồi, đúng chưa ạ? Vậy thì đây chính là cách thứ nhất, tức là chúng ta để cái này nhân theo hàng. Bây giờ chúng ta sẽ nhân theo cột, tức là chúng ta sẽ lấy là 6x mũ 2 trừ đi 5x cộng với 1. Bây giờ các em đi nhân với lại là x trừ đi 2, đúng không ạ? Chúng ta đặt phép tính. Thường thì cái này, cái cách thứ hai này chúng ta ít sử dụng lắm, hầu như là không sử dụng, mà chúng ta sẽ sử dụng cách thứ nhất này. Tuy nhiên ở trong sách giáo khoa vẫn đưa ra thì cô vẫn hướng dẫn các em như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy từ chúng ta đã sắp xếp theo thứ tự số mũ giảm dần này. Đầu tiên là các em phải đi sắp xếp này, đúng không ạ? Sắp xếp theo thứ tự số mũ giảm này. Đấy, theo số mũ giảm. Sau đấy thì chúng ta sẽ nhân lần lượt từng hạng tử, được chưa ạ? Các cái đơn thức đồng dạng thì được xếp vào cùng một cột và sau đấy chúng ta cộng. Vậy ở đây trước khi làm thì các em nhớ cho cô cái bước là sắp xếp. Vậy đây chúng ta đã sắp xếp vào số mũ giảm dần rồi thì bây giờ chúng ta nhân như kiểu là nhân hai số có nhiều chữ số với nhau thôi. Chúng ta sẽ lấy số sau nhân trước. Vậy chúng ta có trừ 2 này. Em lấy trừ 2, lấy cả dấu của nó nhé. Trừ 2 nhân với 1 thì bằng âm 2, được chưa ạ? Trừ 2 nhân với lại đây, nhớ lấy cả dấu này. Trừ 2 nhân với cái dấu ở phía trước này. Trừ 2 nhân với trừ 5x thì nó sẽ là cộng với 10x, đúng không ạ? Đấy, trừ 2 nhân với trừ 5 thì bằng cộng 10x, được chưa? Trừ 2 nhân với 6 thì bằng trừ 12 x mũ 2. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục lấy đến cái số thứ hai, số phía trên này chúng ta nhân. Vậy chúng ta có x nhân với 1 thì bằng x, đúng không ạ? X nhân 1 bằng x thì chúng ta viết ngay ở phía bên dưới này cho cô, viết ngay ứng với cái dòng của có phần biến là x. Vậy đây là nó chính là bằng cộng x này. Cộng với x, được chưa ạ? X nhân với trừ 5x là trừ x nhân với trừ 5x thì nó sẽ bằng trừ 5x bình phương, đúng không ạ? Vậy đây đấy là trừ 5x bình phương. Chúng ta viết đúng thứ tự. Đây là x thì trên này cũng là x, đây là x bình thì trên này là x bình, được chưa? X nhân với 6x bình thì nó sẽ bằng là 6x mũ 3, được chưa? Làm phép này thì chúng ta sẽ cộng các kết quả lại thôi. Vậy chúng ta sẽ có này 6x bình. Chúng ta có trừ 2 hạ xuống này. Trừ 2 coi như là cộng với 0 thì vẫn bằng trừ 2. 10x cộng với x thì cộng với 11x, đúng không ạ? 10x cộng với x thì bằng cộng 11x. Trừ 12x bình trừ tiếp đi 5x bình thì bằng trừ 17x bình, được chưa ạ? Rồi cái số 6x mũ 3 này chúng ta hạ xuống. Vậy kết quả chúng ta sau khi tính ra thì nó chính bằng 6x mũ 3 trừ đi 7x bình cộng với 11x trừ đi 2. Vậy thì nó cũng ra kết quả giống y hệt bên này, được chưa? Hai cách tính của chúng ta là giống y hệt nhau. Bây giờ chúng ta cùng sang phần hỏi chấm số 2. Chúng ta cùng sang hỏi chấm số 2 em nhé. Ta xóa phần này đi. Sang 2 là phần áp dụng phần quy tắc thì phần quy tắc thì chúng ta nói rồi, tức là muốn nhân một đa thức với một đa thức thì ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của cái đa thức kia, xong đấy thì chúng ta sẽ cộng các kết quả lại với nhau thôi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sang phần hỏi chấm 2. Hỏi chấm 2 ở đây là làm phép nhân, có hai ý. Ý A là x cộng với 3 này, tất cả nhân với lại là x bình này, cộng với 3x trừ đi 5. Vậy thì chúng ta sẽ lấy lần lượt từng hạng tử nhân, tức là lấy x nhân như này. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có x này nhân với x bình. Cộng, các em cứ để dấu cộng. X nhân với lại là 3x, được chưa? Cộng, đây chưa xét dấu gì hết, cứ để dấu cộng hết. Cộng với x nhân với đây là dấu của con này là lấy dấu luôn, lấy luôn cả dấu là con trừ 5. Được chưa? Lấy x nhân với trừ 5. Khi mà chúng ta cứ cộng, chúng ta không đổi dấu ở đây. Chưa đổi dấu ở đây thì chúng ta vẫn giữ nguyên dấu này xuống. Rồi chúng ta cộng với ở đây là 3 này, nhân với x bình, đây. Cộng với 3 nhân với 3x. Được chưa? Cộng tiếp với 3 nhân với, đây là con này là con trừ 5. Có dấu trừ nên chúng ta phải để dấu trừ 5. Đấy, không là sai để nhớ. Nếu dấu cộng thì chúng ta không nhất thiết phải viết, nhưng mà dấu trừ thì em bắt buộc phải viết cho cô. Được chưa ạ? Vậy ở đây thì em nhân ra thôi. Vậy nó sẽ bằng x mũ 3 này, cộng với lại là 3x bình này, trừ đi 5x này, cộng với 3x bình này, cộng với lại 9x này, trừ đi 15. Được chưa ạ? Và đến đây thì chúng ta ghép những cái nó có phần biến giống nhau với nhau thôi. Vậy chúng ta sẽ bằng cái gì ở đây? X mũ 3 không ghép với cái gì cả, các em giữ nguyên x mũ 3. Hai con này chúng ta ghép với nhau, tức là cộng với 3x bình, cộng với 3x bình. Hai phần này có cùng chung phần biến thì em ghép với nhau, trừ 5x cộng với 9x, trừ đi 15. Được chưa? Vậy ở đây nó sẽ bằng x mũ 3 này. Hai con này cộng với nhau thì nó sẽ bằng là 6x bình. 3x bình cộng 3x bình bằng 6x bình. Trừ 5x cộng với 9x thì nó sẽ bằng cộng với 4x. Đúng không ạ? Trừ đi 15. Đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Bây giờ chúng ta sang phần B. Phần B. B ở đây là cũng là thực hiện phép tính là xy trừ đi 1 nhân với xy cộng 5. Vậy thì ở đây cũng tương tự như trên, thì các em lấy từng cái hạng tử nhân và sau đấy chúng ta cộng kết quả lại. Được chưa ạ? Vậy chúng ta sẽ lấy từng hạng tử nhân ở đây thì nó sẽ bằng cái gì ở đây? Đầu tiên là chúng ta lấy xy nhân với lại là xy. Được chưa? Cộng với, đây là xy nhân với dương 5, nhân với dương 5. Rồi đây là dấu trừ này, thì chúng ta lấy trừ của 1 nhân với lại là xy. Được chưa ạ? Cộng với trừ của 1, hoặc đây các em ghi là cộng với trừ của 1 cũng được. Đấy, cộng với trừ của 1 nhân với xy, cộng với trừ của 1 nhân với 5. Đúng không ạ? Vậy thì làm dần dần thì em sẽ quen thôi. Vậy chúng ta có xy nhân với xy thì x nhân với x bằng x bình, y nhân y bằng y bình. Được chưa? Cộng với lại 5 lần xy, trừ đi 1 lần xy, trừ đi 5. Đúng không ạ? Và kết quả của chúng ta ở đây, hết bảng bên cô viết sang đây, thì em viết tiếp thế này cho cô. Vậy thì nó sẽ bằng gì ở đây? Bằng x bình y bình này, cộng 5xy trừ đi 1 lần xy thì nó sẽ bằng cộng với 4xy trừ đi 5. Đúng không ạ? Và đây chính là cái kết quả cuối cùng của bài áp dụng phần hỏi chấm 2B. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ đi sang phần hỏi chấm 3. Chúng ta xóa phần này đi để sang hỏi chấm 3 em nhé. Hỏi chấm 3 ở đây là gì? Viết biểu thức tính diện tích của mình một hình hộp chữ nhật theo x và y. Viết hai kích thước của hình chữ nhật đó là 2x cộng với y và 2x trừ y. Vậy thì chúng ta có một cái gì? Hình chữ nhật. Hình chữ nhật và có chiều dài và chiều rộng sẽ là hai kích thước này. Và chúng ta có chiều dài và chiều rộng đi. Giả sử như chúng ta có chiều dài này là bằng 2x cộng y. Đấy, còn chiều rộng hai kích thước thì mình phải hiểu như thế là 2x trừ đi y. Đấy. Và người ta bảo là gì? Viết biểu thức tính diện tích và sau đó áp dụng tính khi x bằng -2,5 và y bằng 1. Tức là chúng ta phải ghi được cái công thức tính diện tích rồi chúng ta đi rút gọn cái biểu thức đấy, xong rồi cuối cùng chúng ta mới thay số, thì chúng ta sẽ có là diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật là, vậy diện tích hình chữ nhật là sao? Vậy muốn tính diện tích hình chữ nhật thì chúng ta lấy chiều dài nhân chiều rộng, đúng không ạ? Vậy hãy bằng là 2x cộng với y nhân với lại là 2x trừ đi y, đúng không ạ? Đấy, diện tích hình chữ nhật thì nó sẽ bằng như thế này. Vậy nó bằng như thế này thì em sẽ nhân ra thôi, em lấy em nhân ra, đúng không ạ? Nó chính là nhân đa thức với đa thức. Ở đây thì em sẽ lấy nó sẽ bằng này 2x này nhân với hạng tử bên này là nhân với 2x cộng với 2x nhân với dấu của con này, tức là nhân với trừ y, được chưa ạ? Cộng với y nhân với lại là 2x cộng với y nhân với đây là trừ y, được chưa ạ? Đấy, nhân với trừ y. Vậy đến đây thì chúng ta có nó bằng cái gì ở đây? 2x nhân với 2x tức là bằng 4x bình. 4x bình. Được chưa? Đây là nó sẽ bằng là trừ của 2xy. Dương nhân với âm thì nó sẽ ra một số âm. Được chưa? Cộng với lại là 2xy. Rồi, chúng ta có âm nhân với dương nhân với âm thì nó sẽ ra một số âm trừ đi y bình. Và hai số này của chúng ta thì nó sẽ bị triệt tiêu với nhau. Vậy kết quả của chúng ta cuối cùng ở đây nó chính là 4x bình trừ y bình. Đây chính là cái biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật. Vậy sau khi tìm được biểu thức rồi thì bây giờ chúng ta thay x bằng 2,5 và y bằng 1 vào thì ta có 2x bằng 2,5 và y bằng 1 vào thì ta có f lúc này sẽ bằng 4 này nhân với lại là 2,5, ở đâu có x thì em thay bằng 2,5, tất cả bình phương trừ đi 1 bình phương, đúng không ạ? Vậy các em sẽ dùng máy tính, em sẽ tính em thử là kết quả trong trường hợp này là nó bằng bao nhiêu cô. Vậy cô có là 2,5 bình nhân với 4 thì bằng 25 trừ đi 1, vậy kết quả chúng ta sẽ bằng 24. Vậy diện tích là bằng 24 mét vuông đấy các em. Trên thì chúng ta vừa đi xong phần lý thuyết, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm các bài tập ở trong sách. Chúng ta xóa phần này đi, chúng ta bắt đầu từ bài tập số 7. Bài tập 7 là làm phép nhân. Làm phép nhân thì ở đây chúng ta có câu A này là x bình trừ đi 2x cộng 1 tất cả nhân với lại x trừ 1. Đấy, chúng ta làm phép nhân này x bình trừ 2x cộng 1 nhân với x trừ 1. Vậy thì ở đây chính là nhân đa thức với đa thức, và chúng ta sẽ lấy lần lượt từng hạng tử này. Đấy, các em nhân. Đấy, rồi đến 1 các em nhân. Được chưa ạ? Vậy đầu tiên các em lấy x nhân với lần lượt từng hạng tử bên kia, x bình nhân. Vậy có x bình này nhân với hạng tử đầu tiên tức là nhân với x. Được chưa? Cộng với x bình nhân với hạng tử thứ hai, đây hạng tử thứ hai này là hạng tử trừ 1. Được chưa? Cộng với cái hạng tử này là cộng với cái hạng tử này, các em lấy dấu của nó luôn, cộng với trừ 2x nhân với hạng tử này tức là nhân với x. Được chưa? Cộng với cái hạng tử bên này tức là trừ 2x, các em nhớ lấy dấu của nó, nhân với hạng tử bên này tức là nhân với âm 1. Được chưa? Cộng với 1 nhân với x cộng với 1 nhân với trừ 1, đúng không ạ? Rồi, vậy đến đây thì chúng ta nhân ra thôi. Vậy nó sẽ bằng này, chúng ta phát lại này, bằng x mũ 3 này, được chưa? Trừ đi x bình này. Đấy, rồi trừ tiếp đi là 2x bình Trừ tiếp đi 2x bình. Chúng ta trừ đây này, x bình nhân với x bằng x mũ 3 này, x bình nhân với trừ 1, dương nhân với âm lại là một số âm này của x bình này. Đây là âm nhân với dương thì sẽ là âm này, trừ 2x bình này. Rồi đây thì chúng ta sẽ lấy là dương âm nhân với âm thì nó sẽ là một số dương này. Trừ 2 nhân với trừ 1 thì bằng 2 này. X không có gì thì chúng ta giữ nguyên này. Cộng với 1 nhân với x là bằng cộng với x này. 1 nhân với trừ 1 thì bằng trừ 1. Được chưa ạ? Vậy đến đây thì chúng ta sẽ đi rút gọn xem thử nó bằng bao nhiêu. Vậy nó chính bằng là x mũ 3 chúng ta giữ nguyên. Hai số này trừ cho nhau thì nó sẽ bằng là trừ của 3x bình. Hai số này ghép với nhau thì là cộng với lại là 3x trừ đi 1. Và đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta. Bây giờ chúng ta sang bài 7B. Bài 7B. Bài 7B tức là chúng ta nhân cái biểu thức gì? X mũ 3 này trừ đi 2x bình này cộng với x này trừ đi 1 này nhân với lại là 5 trừ đi x. Nhân với 5 trừ đi x. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ lấy lần lượt hạng tử thứ nhất là x mũ 3 bên này nhân với bên này tức là nhân với 5 cộng với x mũ 3 nhân với đây tức là nhân với trừ của x, nhớ là nhân với dấu trừ của x. Rồi cộng với đến hạng tử thứ hai này, đây hạng tử thứ nhất này nhân này chúng ta vừa nhân rồi đúng không ạ? Đến hạng tử thứ hai đây này, hạng tử thứ hai là có cả dấu trừ nên là cộng với trừ 2x bình, được chưa? Nhân với 5 cộng với em nhớ dấu của nó trừ 2x bình nhân với trừ x, vì cái con bên này là hạng tử thứ hai là trừ x. Tiếp tục đến hạng tử thứ ba thì dấu cộng thì chúng ta cộng với x nhân với 5 cộng với x nhân với trừ x, được chưa? X nhân 5, x nhân với trừ x cộng với trừ của 1, nhớ là đây có dấu trừ nên chúng ta cộng với trừ 1 nhân với 5 cộng với trừ 1 nhân với trừ x. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta tính ra xem kết quả nó bằng bao nhiêu. Vậy thì đây nó sẽ bằng 5x mũ 3 này. 5x mũ 3 trừ đi x mũ 4 này. Dương nhân âm là dương này, âm nhân dương cũng là âm này, trừ đi 10x bình này. Âm nhân âm thì nó lại là dương này, cộng với 2x mũ 3 này. Cộng 2x mũ 3 này. Rồi chúng ta cộng với 5x này. Âm nhân với dương nhân với âm thì là âm này, trừ đi x bình này. Đây, trừ đi 5 cộng với x. Được chưa ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ đi rút gọn cái này, thì chúng ta sẽ ghép hai con này giống nhau, có phần biến giống nhau. Con 4 này thì chúng ta đặt lên trên đi. Trừ x mũ 4 không ghép với cái gì cả, chúng ta đặt lên trên, nhớ đưa cả dấu của nó lên. Được chưa ạ? Dấu của con này tức là cộng với 5x mũ 3 này. Em trừ đi cộng 5x mũ 3 cộng thêm 2x mũ 3, hai con này em ghép cho nhau. Được chưa ạ? Hai con này em ghép cho nhau. Tức là trừ 10 x bình trừ tiếp đi x bình. Rồi hai con này thì em đi ghép cho nhau, cộng với 5x cộng với x trừ đi 5. Vậy thì kết quả chúng ta sẽ bằng cái gì đây? Bằng trừ của x mũ 4 cộng 5x mũ 3 cộng với 2 tức là cộng với 7x mũ 3. Hai số này trừ đi 10 trừ tiếp đi x nữa là trừ 11x bình. Cộng 5x cộng thêm x nữa là cộng với 6x trừ đi 5. Đây chính là kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ bằng là trừ x mũ 4 cộng với 7x mũ 3 trừ đi 11x bình cộng với 6x trừ 5. Tiếp theo là người ta hãy bảo là từ câu B hãy suy ra kết quả của phép nhân. Vậy câu B ở đây chúng ta giữ câu B nhé, chúng ta xóa phần câu A đi. Vậy người ta bảo là suy ra kết quả của phép nhân cái gì ở đây? Nhân là x mũ 3 này, nhân trừ đi 2x bình cộng với x trừ đi 1 nhân với x trừ 5, xem thử kết quả bằng bao nhiêu. Đúng không ạ? Kết quả bằng bao nhiêu? Vậy thì ở đây cái bên dưới này của chúng ta là 5 trừ x, còn đây là x trừ 5. Vậy cô đưa cái dấu trừ này ra ngoài thì cô sẽ đổi dấu con này, đúng không ạ? Cô đổi dấu con này tức là cô đổi thành gì? Hoặc là cô viết như này, x mũ 3 trừ đi 2x bình này cộng với x này trừ đi 1 này nhân với lại là 5 trừ đi x nhân với trừ 1, được không ạ? Nhân với trừ 1 được không? Thì khi chúng ta nhân với trừ 1 thì cái phần này này nó giống y hệt với phần này rồi, đúng chưa ạ? Còn cái số sau này khi chúng ta nhân với trừ 1 thì đây nó sẽ bằng x trừ 5, chính là kết quả này, đúng không ạ? Vậy chúng ta biến đổi cái này thành cái này. Vậy thì nó chính bằng kết quả của câu B. Vậy nó chính bằng là kết quả này của câu B rồi nhân với lại là âm 1, đúng không ạ? Từ đây đến đây chính là kết quả của câu B, đúng không? Chính là kết quả câu B, xong chúng ta lấy kết quả câu B nhân với trừ 1. Và khi nhân với trừ 1 thì nó sẽ bị đổi dấu, đúng không ạ? Đổi dấu, vậy kết quả chúng ta sẽ bằng là x mũ 4 này trừ đi 7x mũ 3 này cộng với 11x bình này trừ đi 6x cộng với 5. Đấy, chúng ta đi đổi dấu đi. Khi nhân với trừ 1 thì chúng ta đổi dấu và chúng ta có cả kết quả của cái phép tính trên này, nó sẽ bằng như này đấy. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài số 8. Chúng ta xóa phần này đi, chuyển sang bài số 8 các em. Số 8 là làm thứ nhất. Câu A ở đây là x bình y bình trừ đi 1/2xy cộng 2y tất cả nhân với x trừ 2y. Đây là câu A. Vậy chúng ta sẽ đi thực hiện như sau, chúng ta lấy lần lượt từng hạng tử chúng ta nhân. Vậy chúng ta có hạng tử bên này là x bình y bình, nhân với con này tức là nhân với x, được chưa ạ? Cộng với x bình y bình, cái này xóa đi đã. Cộng với x bình y bình nhân với cái số bên này tức là nhân với trừ 2y, nhớ lấy cả dấu phía trước của nó, được chưa ạ? Cộng với hạng tử thứ hai, chúng ta có dấu âm, vậy chúng ta có trừ 1/2xy đấy nhân với x, cộng với, chú ý là có dấu âm thì chúng ta nhớ đưa cả dấu âm vào, trừ 1/2xy nhân với dấu của con này là dấu âm trừ 2y, được chưa ạ? Cái con này thì không có dấu âm, chỉ có cộng với 2y nhân với x cộng với 2y nhân với trừ 2y. Đấy, và chúng ta nhân ra thôi. Vậy ở đây thì nó sẽ bằng x bình y bình nhân với x thì bằng x mũ 3 y bình cộng với x bình y bình. Đây sẽ bằng x mũ 3 y bình. Đây là trừ 2 này, x bình này, y mũ 3 trừ 2 x bình y mũ 3 trừ đi 1/2 của x bình y, được chưa ạ? 1/2 x bình y. Cái số này nhân với nhau thì nó sẽ ra một số dương, âm nhân âm sẽ ra dương. Âm 1/2 nhân âm 2 thì bằng 1. X y bình cộng với lại là 2 xy trừ đi 4 lần y bình. Đấy, chúng ta nhân ra này, đây là x mũ 3 này, y bình này, đây cái này trừ 2 đưa ra này, x bình giữ nguyên này, y bình nhân y bằng y mũ 3 này. Đây hai số âm nhân dương thì sẽ ra âm này, 1/2 x bình y này. Đây âm nhân âm sẽ ra dương này, trừ 1/2 với trừ 2 thì bằng 1 này, x này, y bình này, cộng với 2 xy trừ đi 4 y bình, được chưa ạ? Và chúng ta xem thử ở đây có rút gọn được cái gì không. X bình y với x bình. Và đây cái bài này thì chúng ta để như thế này thôi, chúng ta không rút gọn được nữa, bởi vì nó không có các cái phần biến chung nên chúng ta sẽ không rút gọn được. Được chưa? Đây là kết quả cuối cùng của chúng ta ở bài 8A. Bây giờ chúng ta cùng sang bài 8B. 8B ở đây là chúng ta có là x bình này trừ đi xy này cộng với y bình này nhân với x cộng với y. X bình trừ xy cộng với y bình nhân x cộng y. Vậy thì cũng tương tự, thì chúng ta lấy hạng thủ thứ nhất, tức là x bình nhân với x này cộng với lại x bình nhân với y này. Đây có dấu trừ này, chúng ta cộng với trừ của xy. Nhớ dấu cộng thì chúng ta cứ viết bình thường cộng thôi, nhưng mà khi đây chúng ta lấy hạng tử, chúng ta lấy trừ của xy nhân với lại x này cộng với trừ xy nhân với y này. Được chưa? Đây là dấu cộng nên chúng ta không cần phải viết trừ gì cả. Cộng với y bình nhân với x cộng với y bình nhân với y. Đấy. Vậy các em tính ra xem kết quả nó bằng bao nhiêu. Vậy thì đây nó sẽ bằng là x mũ 3 này cộng với x bình y này trừ đi bằng x mũ 3 cộng với x bình y trừ đi x bình y này. Được chưa? Tiếp tục là trừ đi x y bình này cộng với y bình x này. Y bình x thì cô viết lại luôn là bằng x y bình cũng được, đổi vị trí không làm sao hết, đúng không ạ? Nhân thì chúng ta đổi vị trí, y bình nhân với x cũng chính bằng x nhân với y bình cộng với lại y mũ 3. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ rút gọn hai số này với nhau này, hai con này thì sẽ rút gọn với nhau này. Vậy kết quả của chúng ta cuối cùng chính bằng x mũ 3 cộng với y mũ 3 này các em. Đấy, bằng x mũ 3 cộng y mũ 3. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài số 9. Bài số 9 là một bài điền vào cái bảng. Giá trị xy giá trị của x này y này ở đây là x bằng -10 y bằng 2 rồi x bằng -1 y bằng 0 x bằng 2 y bằng -1. Trường hợp 3 là x bằng -0,5 và y bằng 1,25. Đây là tính giá trị của biểu thức. Biểu thức gì? Biểu thức là x trừ đi y. Biểu số cho x bình cộng xy cộng với y bình. Đấy. Vậy trước khi ở đây có bạn thì cứ ngồi đi thay từ đầu đến cuối thì là không được, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ tính cái này ra. Thì ta có này, cái này thì ta làm ra bên ngoài nhá. Thì ta có là x trừ đi y thừa số cho x bình cộng với xy cộng với y bình. Thì nó sẽ bằng cái gì? Chúng ta lấy lần lượt chúng ta nhân bằng x nhân với x bình cộng với x nhân với xy cộng với x nhân với y bình, đúng không ạ? Đấy, đến hạng tử thứ hai này cộng với hạng tử thứ hai là trừ y nhân với x bình này cộng với trừ y nhân với xy này. Được chưa? Cộng tiếp với trừ y nhân với y bình, đúng không ạ? Rồi, vậy chúng ta sẽ tính ra xem được khoảng bao nhiêu. X nhân với x bình bằng x mũ 3 các em. Cộng với x bình y này. Cộng với x y bình này. Được chưa? Đây là trừ đi x bình y. Trừ đi y nhân với x bình thì cô biết là bằng trừ x bình nhân y cũng được. Đúng không ạ? Đây sẽ là bằng trừ của x y bình này. Trừ của x này, y bình này. Đây sẽ là một dấu trừ. Đúng không ạ? Âm nhân với dương thì sẽ ra là một số âm trừ đi y mũ 3. Vậy đến đây thì chúng ta có hai con này thì nó sẽ bị gạch hết vào nhau. Xin lỗi các em, không phải hai con này, chúng ta viết lại vị trí một chút. Hoặc là chúng ta có con này này, cái con này thì hết cho nhau này. Hai con này thì nó sẽ hết cho nhau này. Vậy kết quả của chúng ta cuối cùng chính bằng x mũ 3 trừ đi là y mũ 3. Đấy, chúng ta lại có kết quả cuối cùng của chúng ta đây. Đây, cái phần này em nháp ra về bên ngoài nháp cho cô. Tức là nó bằng x bình trừ y bình. Thì đến đây mình sẽ thay vào thôi. Mình thay vào, nếu mà x bằng âm 10, x bằng âm 10, y bằng 2, tức là trừ 10 tất cả mũ 3 trừ đi 2 mũ 3. Đúng không ạ? Đây là cái đầu tiên. Trừ 10 mũ 3 tức là bằng trừ của 1000 này. Trừ đi 8 này thì bằng trừ 1008. Kết quả đầu tiên sẽ bằng âm 1008 đấy các em. Tiếp theo là chúng ta có x bằng trừ 1. Thay x bằng trừ 1 vào. Y bằng 0 thì nó sẽ bằng trừ 1 mũ 3 trừ đi 0 mũ 3. Trừ 1 mũ 3 thì bằng trừ 1 trừ đi 0. Vậy kết quả thứ hai chúng ta sẽ bằng trừ 1. Trừ 1 trừ đi 0 thì bằng trừ 1. Được chưa? Kết quả thứ ba của chúng ta là x bằng mấy? X bằng 2 y bằng âm 1. Tức là bằng 2 mũ 3 trừ đi trừ 1 mũ 3 như này. Đấy, 2 mũ 3 thì bằng 8 trừ đi trừ 1 mũ 3 tức là bằng trừ 1. Tức là nó bằng 8 cộng với 1. Thì kết quả này sẽ bằng là 9. Được không ạ? Và cuối cùng chúng ta thay x bằng gì? Âm 0,5 và y bằng 1,25 bằng. Vậy x bằng âm 0,5 thì nó chính bằng là âm 0,5 tất cả mũ 3 trừ đi 1,25 tất cả mũ 3. Vậy thì chúng ta có là 0,5 mũ 3 này. Tức là âm 0,125. Đấy, 1,25 mũ 3 này. Tức là bằng âm của 1,953125. Vậy thì nó sẽ bằng là âm của 2,078125. Đấy các em. Em dùng máy tính để bấm ra. Đúng không ạ? Và các em, bạn nào yêu thích các video của cô, muốn nhận các video ngay lúc mà cô up bài lên, thì các em hãy nhún vào, hãy nhấn vào cái nút đăng ký ở trên cái màn hình đấy. Em nhấn vào nút đăng ký thì máy nó sẽ tự động, báo cho các em khi cô up video mới lên. Các em yêu thích các bài giảng của cô, thấy cô giảng mà các em có thể hiểu bài và có thể làm được các bài tập tương tự, thì các em hãy tặng cho cô một like được không ạ? Đồng thời các em hãy giúp cô chia sẻ các cái video của cô qua mạng xã hội để cô có thêm thật nhiều học sinh mới các em nhé. Với những bạn mà muốn tìm hiểu thêm về các cái bài giảng của cô, ví dụ như trước giờ các em chưa vào mà bây giờ các em muốn xem được thêm các bài giảng của cô, thì các em hãy vào đâu? Hãy vào YouTube. Xong rồi các em gõ từ khóa là từ Ms Hạnh. Đấy, xong rồi vào thì các em sẽ thấy, các em kéo xuống và các em sẽ thấy các cái video, ví dụ các em có thể tìm theo các cái video tải lên, hoặc là các em sẽ tìm theo các cái video theo lớp, có các bài liên quan đến toán lý hóa của lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9 nữa. Đấy, thì các em hãy tìm đến các cái video mà các em quan tâm. Đúng không ạ? Và cô cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi bài giảng của cô. Và cô mong muốn rằng là cô và các em sẽ đồng hành với nhau trong không những năm học lớp 8 mà còn cả các cái năm học lớp trên nữa. Hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.